Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Không một trận chiến nào mà Chúa thất bại. Và Chúa ngài luôn bày tỏ sự đắc thắng của ngài khi ngài làm việc ở trong đời sống của con cái của Chúa. Thì kẻ thù của chúng con, dù là những tên khổng lồ như Goliath, hay là những nan đề trong đời sống của chúng con, dù là ốm đau bệnh tật, nghèo đói hay bất cứ một điều gì, Chúa ngài vẫn đắc thắng ở trong ơn của ngài. Bởi quyền năng của Chúa, chúng con tin rằng Chúa ngài sẽ tiếp tục làm việc xuyên qua đời sống của chúng con, để ai nấy trong chúng con cũng sẽ được Chúa ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của ngài, được đặc ân để làm những người mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin tiếp tục ở với chúng con và ban phước trên chúng con trong thời giờ chúng con học hỏi suy gẫm lời của ngài. Chúng con ngợi khen ngài. Cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa hoan nghênh và chào mừng các anh chị em ở xa cũng vào để học lời của Chúa với chúng tôi. Nguyện xin Chúa nghe ban phước để chúng ta sẽ nếm trải được ơn của Chúa càng hơn qua thời giờ chúng ta học hỏi lời Chúa ở trong phước hạnh của ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em chúng ta cũng dành thời giờ tạ ơn Chúa vì những điều Chúa ngài làm ở giữa chúng ta, những sự đáp lời của Chúa, sự chữa lành của ngài. Cảm ơn Chúa vì các anh chị em đã bày tỏ lời làm chứng của mình cho những công việc Chúa làm. Buổi tối hôm nay có những kinh nghiệm tươi mới nào trong Chúa ở tại dòng bình luận, xin cũng chia sẻ để chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa vì phước hạnh mà Chúa ngài đã dành cho chúng ta. Quyền năng của Chúa đã thể hiện khi chúng ta kêu cầu Chúa đáp lời. Chúa ngài đem sự chữa lành của ngài một cách nhanh chóng đến với chúng ta và ban phước trên chúng ta. Hãy cùng với chúng ta dâng lên Chúa những lời cảm tạ vì những việc Chúa làm trong đời sống của chúng ta trong ơn của ngài. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đang ở trong dòng chảy của phước hạnh mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Chúng ta quyết tâm dành chỗ cho sự hiện diện của Chúa. Như Obed-Edom, như Môi-se, như David và những con người đã kinh nghiệm Chúa ở trong quyền năng của ngài, thì chúng ta thấy rằng khi sự hiện diện của Chúa bày tỏ thì phước hạnh lớn lao đã xảy ra. Và tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ở trong dòng chảy đó, trong lời cầu nguyện của chúng ta. Như trong những ngày qua, VBC Hiếu Sinh của chúng ta đã được hướng dẫn để chúng ta cầu xin Chúa những lời cầu nguyện can đảm. Bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không chấp nhận những lời cầu nguyện an toàn nữa, nhưng mà chúng ta xin để Chúa ngài làm việc và tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sẽ bước ra, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ đem phước hạnh của Chúa san sẻ ra cho những người xung quanh của chúng ta ở trong mức độ mà chúng ta chưa từng có. Tôi xin Chúa ngài ban phước trên chúng ta. Tối hôm nay Ô-sê chương 6 câu số 3 cho chúng ta thấy một thứ lời kêu gọi của tiên tri của Chúa cho dân sự của ngài. Đó là gắng sức nhận biết Chúa. Ô-sê chương 6 câu 3 chép: chúng ta khá nhận biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhận biết ngài. Sự hiện ra của ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa tưới đất. Cảm ơn Chúa, có một điều mà chúng ta biết chắc là nó sẽ đến. Đó là mỗi buổi sáng chúng ta cầu nguyện trong phước hạnh của Chúa, thì sự hiện diện của ngài cũng sẽ đến với chúng ta một cách chắc chắn như là sự hiện diện của mặt trời sớm mai. Chúng ta biết Chúa ngài đã định như vậy. Và mỗi buổi sáng thì chúng ta thấy mặt trời sớm mai lại thể hiện. Có thể trong những ngày mây mù ở phía này của mây, chúng ta có thể không thấy ánh mặt trời. Thì nếu chúng ta có cơ hội mà chúng ta lên cao hơn mức độ của mây, thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi phi cơ chẳng hạn, thì chúng ta ngồi trên phi cơ, chúng ta thấy khi cất cánh, mặc dù ở dưới này chúng ta thấy rằng mây có thể là mây mù che phủ, nhưng khi chúng ta cất cánh lên một độ cao thì chúng ta thấy rằng sự thành tín của Chúa ngài đã định luôn luôn là thể hiện. Đó là mặt trời luôn ở trên cao như Chúa ngài đã định cho nó. Thì sự cầu nguyện của chúng ta khao khát sự hiện diện của Chúa và quyền năng của ngài rót đổ ở trên đời sống của chúng ta, thì lời của Chúa tại đây, ngài, sự hiện ra của ngài sẽ là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai như vậy. Cảm ơn Chúa, có những lời hứa của Chúa. Và khi chúng ta tin, chúng ta khao khát, chúng ta muốn trở nên những người kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện hiển lộ của ngài,
thì Chúa chắc chắn sẽ đáp lời khi chúng ta hội đủ điều kiện. Và chúng ta biết rằng sự hiện diện của Chúa là điều không thể thiếu trong cuộc đời của chúng ta. Như Môi-se, ông đã khao khát, xin Chúa cho chúng ta cũng khao khát như vậy. Sự hiện diện hiển lộ của Chúa được diễn ra khi Đức Chúa Trời bày tỏ sự hiện diện của Ngài rất thật, một cách cá nhân cho đời sống của chúng ta. Và trong phần nghiên cứu này, chúng ta đang ở trong hành trình xuyên qua Kinh Thánh để chúng ta tìm kiếm sự mặc khải liên quan đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và điểm dừng của chúng ta đã từng thấy chỉ trong vòng 3 tháng khi rương giao ước của Chúa để trong nhà của Obed-Edom, thì chúng ta thấy rằng Chúa, Ngài đã ban phước trên ông, trên tất cả những điều thuộc về ông, và chúng ta đeo đuổi, chúng ta thấy rằng không dừng lại ông mà thôi, nhưng mà trên các con trai của ông rồi các cháu của ông, phước hạnh của Chúa tràn ra từ nơi họ để có thể đem lại sự giúp đỡ cho dân sự của Chúa, cho đất nước của họ. Con cháu của Obed-Edom trở nên những người mạnh mẽ, trở nên những người khôn ngoan, trở nên những người có khả năng ở trong phước hạnh và sự siêu nhiên của Chúa, để họ có thể trở nên những người phục vụ, những người lãnh đạo trong đất nước xứ sở của họ. Và cảm ơn Chúa, chúng ta cũng đã xem về cuộc đời của Môi-se, một con người khác của sự hiện diện. Và chúng ta thấy rằng rất ít người ở trong lịch sử đã trải nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời như Môi-se đã trải nghiệm. Ông đã trải nghiệm Chúa trong bụi gai trái. Và Chúa Ngài đã phán với ông từ bụi gai trái mà không hề tàn đó. Điều đặc biệt là bụi gai trái thì gai là một cái chất đốt, và chúng ta thấy rằng nhiên liệu không phải là cái loại giữ cho lửa cháy một cách bền bỉ. Và chúng ta thấy bụi gai thì nó có thể cháy phục lên một cái rồi nó tàn. Nhưng mà bụi gai mà Chúa này bày tỏ sự hiện diện của Ngài, thì Môi-se biết rằng bụi gai không tàn này, bụi gai trái mà không tàn này có một điều đặc biệt. Ông đã tẻ bước, ông trong sự tò mò tẻ bước, và tại đó ông đã gặp gỡ Chúa, và Chúa Ngài phán với ông từ bụi gai trái. Ông cũng đã kinh nghiệm Ngài trong 10 tai họa đã trải trên ở trên xứ Ai Cập đối với dân và Pharaoh của xứ Ai Cập, thì đó là 10 tai họa. Nhưng đối với Môi-se, đó là những cái phép lạ diễn ra mỗi lần Chúa Ngài bày tỏ khi ông đến nói với Pharaoh điều gì đó. Mà nếu Pharaoh không vâng lời thì chúng ta thấy một tai họa xảy ra. Và Chúa Ngài đã phán xét trên tất cả các tà thần mà người Ai Cập thờ lại. Thần sông, tất cả những vị thần của người Ai Cập đã nằm ở dưới cái quyền của Chúa. Ngài bày tỏ ra thì chúng không làm gì được. Và chúng ta thấy Môi-se đã kinh nghiệm điều đó. Ông cũng đã trải nghiệm Ngài ở trong lửa và sấm sét ở trên đỉnh núi Sinai khi Chúa Ngài bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Ông cũng đã trải nghiệm Chúa ở trong đền tạm. Và chúng ta thấy nhiều phần Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ông gặp gỡ Chúa ở tại liều hội mạc, nơi mà ở tiếng Anh là Tent of Meeting. Tại đó có những cái cuộc gặp gỡ giữa Môi-se với Đức Chúa Trời khi Chúa Ngài hiện ra, và có một áng mây bao phủ trên liều tạm đó, và Chúa Ngài phán với ông từ ở trong đám mây đó. Đền tạm Môi-se, chúng ta thấy thật ra đó là một cái kiểu mẫu của hình bóng của Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong khi đó thì thời của Môi-se, Đức Chúa Trời ngự ở trong liều tạm. Ở dưới giao ước mới thì chúng ta tạ ơn Chúa là Đức Chúa Trời ngự trong một ngôi nhà xác thịt, là thân thể của Đức Chúa Giê-xu Christ, người Nazareth. Cảm ơn Chúa. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa, sự hiện diện của Đức Chúa Trời giờ đây có thể ngự ở trong anh chị em, ngự ở trong tôi. Cảm ơn Chúa. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngay khi nhắc đến điều này. Anh chị em giấu chúng ta được một cái đặc ân từ nơi Chúa ban cho. Đó là bây giờ sự hiện diện của Chúa có thể bày tỏ ra và ngự trị ở trong chúng ta. Như Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3:16 mà chúng ta đã được nhắc. Anh em không biết rằng anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong anh em sao? Như tuần rồi chúng ta đã dừng lại và chúng ta suy nghĩ về điều này một chút. Anh chị em yêu dấu, Thánh Linh của Chúa đang ngự ở trong chúng ta. Ngài đang bày tỏ sự hiện diện của Ngài ở trong chúng ta. Vấn đề của chúng ta tại đây, khi chúng ta có thể gạt qua tất cả những công việc của xác thịt, những sự kiêu ngạo của con người của chúng ta, và chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn và để Đức Thánh Linh tự do hành động, thì chúng ta thấy rằng chắc chắn sẽ có những việc lớn lao xảy ra, bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trong mỗi một chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta bây giờ là đền thờ. Ngày xưa thì chúng ta thấy rằng Môi-se đã được hướng dẫn và dân sự của ông đã hiệp tác với ông để làm một cái liều tạm với những cái cách trí ở trong đó.
Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay, chúng ta không cần phải trải qua như là sự thờ phượng của Môi-se và dân sự của ông. Như chúng ta cũng đã thấy, vua David đã khám phá ra một cái chìa khóa để có thể thấy sự hiện diện của Chúa bày tỏ một cách thường trực khi ông dâng những của lễ của sự ngợi khen. Và Chúa Ngài đã bày tỏ sự hiện diện của Ngài một cách hiển lộ trong nhiều năm, và David cũng như dân sự của Chúa đã trải nghiệm được. Cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Chúa. Có nhiều lẽ thật chúng ta có thể học được từ sự hiểu biết về đền tạm của Môi-se. Chúng ta hãy xem sự hiện diện của Chúa được thể hiện ở đó như thế nào, để rồi chúng ta cũng có thể nhận biết và hoan nghênh sự hiện diện của Chúa. Sách Khải Huyền chương 33 câu 9 chép: vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng lại tại cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cảm ơn Chúa, có một trụ mây đi kèm với sự hiện diện của Chúa, một sự xuất hiện và phổ biến ở trong Cựu Ước. Thì chúng ta biết rằng phải có mặt của đám mây này. Tại sao? Tại sao đám mây này liên kết chặt chẽ với sự hiện diện của Chúa? Lý do là bởi vì lúc bấy giờ phải có đám mây này là điều cần thiết để bảo vệ con người sa ngã của chúng ta khi tiếp cận trực tiếp với sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúa để những cái áng mây này như là một thứ sự gạn lọc, để chúng ta không tiếp xúc được, loài người của chúng ta không tiếp xúc được với sự hiện diện trực tiếp của Chúa. Bởi vì sự hiện diện thánh khiết của Chúa, lúc bấy giờ chúng ta biết rằng của lễ mà các con sinh tế dâng lên chỉ có thể khỏa lấp tội của dân sự của Chúa trong một thời gian. Nhưng mà con người thì chúng ta biết rằng vẫn còn có một cái nhu cầu là cần được thánh khiết, tội lỗi cần được cất đi, cần được thanh tẩy. Cho nên chúng ta thấy rằng Chúa vì yêu thương con người của chúng ta, như Chúa Ngài đã nói, không ai thấy ta mà có thể sống được. Thì Chúa Ngài dùng một áng mây để gạn lọc, để ở giữa con người trong Cựu Ước và sự hiện diện hiển lộ thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy Chúa Ngài đã thương xót, và một áng mây luôn luôn có mặt. Con người sa ngã tội lỗi không thể tồn tại trong sự hiện diện thuần khiết của Chúa được. Ở đó lý do tại sao chúng ta cần Đức Chúa Giêsu Christ và sự cứu rỗi của Ngài. Ở nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng ta được tha, chúng ta được rửa sạch, để bây giờ chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa ở trong mức độ mà Cựu Ước không thể nào có thể có được. Cảm ơn Chúa. Nhưng ngay cả đám mây đứng giữa họ, mối quan hệ giữa Môi-se và Đức Chúa Trời là một mối quan hệ chúng ta biết rằng rất là phi thường, để chúng ta có thể thấy được ở tại đây. Sách Tu Ký chương 33 từ câu 1 cho đến câu số 15. Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se như một người nói chuyện cùng bạn hữu của mình. Và có thể lắm trong câu này hàm ý rằng Chúa Ngài phán với ông từ nơi đám mây. Ông nghe tiếng của Chúa phán, nhưng mà chưa thể nào thấy Chúa mặt đối mặt. Rồi Môi-se trở về trại quân, còn kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê con trai của Nun không ra khỏi trại. Đây cũng là một con người khác của sự hiện diện của Chúa, để chuẩn bị cho những ngày mà Chúa Ngài sử dụng Giô-suê một cách lớn lao. Thì ông là một con người cũng yêu mến sự hiện diện của Chúa. Khi Chúa phán với Môi-se, và khi tiếng phán của Ngài đã chấm dứt rồi, Môi-se rời khỏi liều hội kiến để trở về trại của mình, thì chúng ta thấy rằng kẻ hầu trẻ của người tên là Giô-suê con trai của Nun vẫn nán lại tại đó. Có một phước hạnh mà tôi gọi là những người nán trễ ở trước sự hiện diện của Chúa. Vì chúng ta không xỏ lòng cho đến chừng chúng ta kinh nghiệm một cách cá nhân. Giô-suê cảm nhận được có một cái sự chuẩn bị mà Chúa Ngài muốn ông chuẩn bị, để rồi một ngày ông sẽ được Chúa Ngài sử dụng làm cái gì đó. Bây giờ chúng ta đọc, chúng ta biết qua Kinh Thánh thì ông sẽ thay thế Môi-se để dẫn dân sự của Chúa đi vào chiếm lấy xứ, một công tác rất lớn, một công việc rất quan trọng. Mà bây giờ chuẩn bị của ông cũng như mỗi một chúng ta phải trở nên những con người yêu mến sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta học ở lại, nán trễ lại ở trong sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần để sự hiện diện của Chúa dầm thấm cuộc đời của chúng ta, để Chúa Ngài có thể ban phước trên đời sống của chúng ta một cách lớn lao. Trở lại câu 12, Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: này, Chúa phán cùng tôi rằng hãy đem dân sự này lên, song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng: ta biết ngươi vì danh ngươi, và ngươi được ơn trước mặt ta. Bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài.
Đức Giê-hô-va đáp rằng: chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, và ta sẽ cho ngươi được an nghỉ. Mô-sê thưa rằng: nếu chính mình ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Ông Mô-sê nghe được điều Chúa ngài nói, đó là chính sự hiện diện của Chúa sẽ làm cho ông được an nghỉ. Cảm ơn Chúa, không có sự hiện diện của Chúa, chúng ta phải chiến đấu với hoàn cảnh, với đời sống, với những trách nhiệm bằng sức của mình. Nhưng khi có Chúa, sự hiện diện của ngài, thì ngài sẽ giúp cho chúng ta có thể an nghỉ ở trong sự hiện diện của Chúa. Vì sự có mặt của ngài, ngài sẽ đưa cánh tay quyền năng của ngài để thực hiện những điều mà chúng ta không thể nào làm được trong sức của con người. Đó là lý do tại sao Môi-se nhận biết: nếu Chúa không đi cùng, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Vì ông biết rằng có Chúa đi cùng thì thật là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Tôi xin Chúa ngài ban phước. Và tôi cầu nguyện anh chị em bắt được cái cuộc trao đổi này giữa Chúa và Môi-se. Ông dường như là có một sự mặc cả với Chúa. Mặc dù Chúa ngài bày tỏ ngài sẽ làm cho ông được nổi danh, ngài làm cho ông được ơn trước mặt ngài, nhưng Môi-se không thỏa lòng chừng đó. Ông muốn chính Chúa đi cùng. Bởi vì khi Chúa ngài đi cùng và sự hiện diện của ngài đi cùng, Môi-se biết rằng an toàn, phước hạnh. Vì Chúa đi cùng thì không có gì phước hạnh cho bằng. Môi-se hiểu điều gì đó về sự hiện diện của Chúa. Mà ngày hôm nay hầu hết các tín hữu con cái của Chúa không có. Và chúng tôi khao khát, ao ước qua cái loạt bài này sẽ đánh thức gia tăng trên anh chị em một sự khao khát mãnh liệt hơn về nhu cầu chúng ta cần sự hiện diện của Chúa. Vì chính ở trong cái sự khao khát lớn đó, Chúa ngài sẽ đáp ứng. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa như Chúa ngài đã hứa, và như Chúa ngài đã ghi lại cho chúng ta qua lời của ngài. Môi-se biết sự hiện diện của Chúa là điều duy nhất sẽ đưa họ đến tận miền đất hứa. Cho nên phải có Chúa đi cùng, phải có sự hiện diện của Chúa đi cùng là như vậy. Ông có sự khôn ngoan để nhận ra rằng nếu không có sức mạnh và sự cung cấp xuất phát từ việc cứ ở trong sự hiện diện của Chúa, thì ông tốt hơn là đừng dắt dân sự của Chúa đi qua một chặng đường nào, đừng nói đến đi tận vào để chiếm lấy vùng đất hứa. Vì ông biết trong đó có những đám dân ở tại đó. Các thám tử sau này đã về và báo cáo trong xứ Canaan, trong miền đất hứa, đúng là một đất đượm sữa và mật, nhưng mà tại đó thì có vô số những người rình vàng như những tên khổng lồ. Môi-se biết nó sẽ nuốt trọng dân sự của Chúa. Ông sẽ không thể nào chiếm được dân sự của Chúa, không thể nào chiếm được vùng đất hứa cho đến khi Chúa ngài đi cùng và bày tỏ sự hiện diện của ngài. Và đó là lý do mà Môi-se như là ông mặc cả với Chúa đó. Không, cảm ơn Chúa vì ngài làm cho con được nổi danh. Cảm ơn Chúa vì ngài hứa rằng ngài sẽ sai thiên sứ đi cùng. Cảm ơn Chúa vì ngài cho con được ơn ở trước mặt ngài. Nhưng tất cả những đó là những công việc, những phước hạnh từ tay của Chúa. Con muốn Chúa kìa, ngài đi cùng con. Xin Chúa cho để điều đó cũng là điều mà chúng ta cầu nguyện. Dẫn chúng ta đến phần B: con khao khát nhiều hơn nữa. Một điều mà tôi nhận thấy về sự hiện diện của Chúa cho đời sống cá nhân của tôi là nó tạo nên một sự khao khát ở trong chúng tôi nhiều hơn. Trải nghiệm Chúa một phần, một lần không đủ. Chúng tôi vẫn tiếp tục khao khát, vẫn tiếp tục hạ mình kiêng ăn cầu nguyện, chuẩn bị đời sống của mình để sẵn sàng hơn cho ngài Chúa đổ vinh quang của ngài một cách rõ ràng đến độ không gì có thể chối cãi được. Đó, xin Chúa ngài cho để chúng ta cùng kinh nghiệm. Vì một chút thời gian ở với sự hiện diện của Chúa thì chúng ta sẽ thấy rằng không bao lâu chúng ta sẽ không còn thỏa lòng với bất cứ một điều gì nữa. Vì chính ở trong sự hiện diện của Chúa có bao nhiêu phước hạnh. Cảm ơn Chúa, điều này nhắc chúng tôi trở lại với tháng 3 của năm 1999, khi Chúa bày tỏ sự hiện diện của ngài một cách rõ ràng cho VBC Houston. Cảm ơn Chúa, từ mùa hội thánh mà chúng tôi không biết nhiều về những công việc thuộc linh, nhất là những công việc quyền năng của Chúa, trở nên một hội thánh có thể vận hành trong ân quyền của Chúa. Từ một chức vụ mà trước đây tôi đã từng giảng rằng Chúa không còn làm phép lạ, từ một cái chức vụ mà trước đây chúng tôi chỉ giảng dạy cho con cái của Chúa về những lẽ đạo thuộc linh, cho đến chừng khi Chúa ngài thăm viếng thì đuổi quỷ nè, chữa bệnh nè, và sự hiện diện hiển lộ của Chúa bày tỏ ra trong một mức độ mà
nó còn để lại ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay, khiến cho VBC Hiếu Sinh không còn như xưa nữa. Và anh chị em, sau đó thì lòng của tôi luôn luôn là không bao giờ thỏa lòng với một mức độ nào đó mà Chúa đã ban cho. Lòng của tôi vẫn ao ước khao khát Chúa. Chúa ơi, con khao khát nhiều hơn nữa. Và như chúng ta đã cùng được nhắc nhở, Môi-se không thỏa lòng với những phước hạnh. Chúa hứa Ngài sai thiên sứ đi cùng là điều quá quý rồi, phải không chị em? Chúa hứa Ngài sẽ làm nổi danh ông thật là quý báu rồi. Chúa hứa Ngài sẽ làm cho ông kinh nghiệm được sự giàu có. Chúng ta thấy rằng cũng không thỏa. Môi-se muốn kinh nghiệm và khao khát Chúa nhiều hơn. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để chúng ta không còn chấp nhận những lần Chúa thăm viếng, được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa một chút chỗ này, một chút chỗ kia. Nhưng mà xin Chúa cho để chúng ta sẽ cứ tấn tới, bước vào trong ơn của Ngài để kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa bao phủ, và chúng ta được ở trong sự hiện diện của Chúa một cách dài lâu. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để chúng ta khao khát nhiều hơn sự ngọt ngào của sự hiện diện của Ngài, nhiều hơn về quyền năng của Ngài, nhiều hơn với sự vinh quang của Ngài. Và đó là điều đã xảy ra trong Môi-se. Chúng ta xem trong Sách Tu Ký chương 33 câu 18, Môi-se thưa rằng: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Một lời cầu nguyện càng đậm, một lời cầu nguyện mà chính Chúa Ngài cũng phải cảnh cáo để Môi-se nhận biết. Chúa Ngài sẽ cho ông có cơ hội để chiêm ngưỡng sự vinh hiển ở phía sau của Chúa mà thôi. Chúa Ngài hứa rằng khi Ngài đi qua, Ngài sẽ đặt ông ở trong tay của Ngài, Ngài sẽ giấu ông ở trong bọng đá, để khi Chúa đi qua rồi thì Môi-se thấy ở phía sau Chúa mà thôi. Ô anh chị em yêu dấu, thật là một lời cầu nguyện can đảm nhưng rất cần, bởi vì Môi-se biết phải có Chúa đi cùng, phải có sự hiển lộ của Chúa, ông và dân sự của Chúa mới có thể tiến bước được ở trong ơn của Chúa. Vì Môi-se không còn thỏa lòng với tương giao với Chúa giữa một đám mây dày đặc nữa. Sau khi ông đã trải nghiệm trong phút chốc sự nhận vinh quang của Chúa, ông muốn nhiều hơn nữa. Ông dường như đang nói với Chúa: Chúa ơi, xin đưa đám mây này ra khỏi lối của con đi. Chúa ơi, con muốn nhìn thấy vinh quang của Ngài, con muốn nhìn thấy mặt của Ngài. Có phải Chúa đã từ chối lời yêu cầu của Môi-se và quở trách ông vì ông quá tự phụ không? Không. Chúng ta thấy Chúa Ngài đáp ứng với lời cầu nguyện can đảm đó. Và Chúa Ngài cũng sẽ luôn đáp lời cầu xin những ai khao khát có một mối tương giao mật thiết với Chúa. Mối tương giao giữa chúng ta với Chúa, và thậm chí còn nhiều hơn nữa, để chúng ta được dầm thấm ở trong sự hiện diện và vinh quang của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng ta. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài đã đặt Adam trong vườn Eden để có thể tận hưởng sự thông công gần gũi mật thiết với Chúa. Chỉ có loài người của chúng ta vì tội lỗi đã làm ngăn cách mình với Đức Chúa Trời. Phần của Chúa, Ngài luôn luôn muốn ở trong chúng ta. Như hơi thở của Chúa, Ngài thở vào trong mũi của Adam. Hình ảnh của quyền năng, của lửa, của sự hiện diện của Ngài. Thì Adam trở nên sống động. Adam từ bụi đất, bất động đó. Khi Chúa phú hơi thở của Ngài vào thì Adam đã trở nên một loài sống động. Tôi hình dung các bộ phận mà Chúa Ngài đã nắng lên ở trong Adam đó, nó đang ở trong trạng thái chưa hoạt động. Nhưng khi Chúa phú hơi thở của Ngài vào, tim bắt đầu đập. Các bộ phận ở trong thân thể của Adam bắt đầu hành động, hoạt động vì sự hiện diện của hơi thở của Đức Chúa Trời. Chúa Ngài đặt để Adam ở trong cái hoàn cảnh đó để ông gần gũi mật thiết với Chúa. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi Adam phạm tội thì loài người chúng ta rơi vào trong tình trạng chúng ta là hậu tử của Adam đó. Chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Chúng ta không còn được cái tiêu chuẩn căn bản mà Chúa Ngài đã định cho loài người của chúng ta. Chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Chúa. Cảm ơn Chúa, bởi ơn của Chúa, Chúa Giêsu đến để Ngài bẻ gãy, Ngài quỷ phá và cất đi cái ngăn trở đó, để chúng ta lại được phục hồi trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Mà như chúng ta đã được nhắc nhở, thật là tuyệt vời. Thì thân thể của chúng ta bây giờ là đền thờ nơi Chúa ngự, nơi Thánh Linh của Chúa ngự. Thật là tuyệt vời. Sách Tu Ký chương 33 câu 19 đến 23. Đây là sự đáp lời của Chúa. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt ngươi.
Ta hô danh Jehovah trước mặt ngươi. Làm ơn cho ai ta muốn làm ơn và thương xót cho ai ta muốn thương xót. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta vì không ai thấy mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán, đây có một chỗ gần ta. Ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển của ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bụng đá, lấy tay che ngươi cho đến chừng nào ta đã đi qua rồi. Ta sẽ rút tay lại và ngươi thấy phía sau ta nhưng chẳng thấy mặt ta. Nhưng thấy mặt ta chẳng được. Cảm ơn Chúa. Cái hòn đá đó, cái vần đá đó chính là Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 10 câu 4 nói, và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình, và đá ấy tức là Đấng Christ. Cảm ơn Chúa, vần đá muôn đời, nơi mà Chúa giấu Môi-se tại đó để ông có thể đứng nổi, ông có thể còn sống khi nhìn sự hiện diện của Chúa, mặc dù chỉ là phía sau của Chúa mà thôi. Cảm ơn Chúa, chính Đức Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta hội đủ điều kiện. Và chính cái địa vị của chúng ta ở trong Đấng Christ, chúng ta được xưng công bình bởi huyết của Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta xứng đáng để làm đền thờ nơi Chúa ngự, nơi Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy nghĩ trong buổi tối hôm nay, đó là giáp vòng của sự đầy đủ. Chúng ta thấy, lại thấy Môi-se và đám mây vinh quang một lần nữa trên sân khấu của lịch sử. Khoảng 2.500 năm sau, có một sự kiện mà chúng ta thấy rằng đã được ghi lại cho chúng ta trong Ma-thi-ơ chương 17. Từ câu 1 cho đến câu số 5 như sau. Khỏi 6 ngày, Đức Chúa Giê-xu đem Phi-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ cùng Ngài đi tẻ lên núi cao. Ngài biến hóa trước mặt các người ấy. Mặt Ngài sáng lòa như mặt trời. Áo Ngài trắng như ánh sáng. Này có Môi-se và Ê-li hiện đến nói chuyện cùng Ngài. Phi-rơ bèn cất tiếng thưa cùng Đức Chúa Giê-xu rằng, lạy Chúa, chúng ta ở lại đây thì tốt lắm. Vì bằng đẹp ý Chúa thì tôi sẽ đóng ba trại từ đây, một cái cho Chúa, một cái cho Môi-se, một cái cho Ê-li. Đang khi người còn nói, bỗng chốc có một đám mây sáng rực che phủ những người ở đó. Và có tiếng từ trong mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa chúng ta lại thấy Môi-se trên ngọn núi nằm ở giữa một đám mây. Nhưng lần này có gì đó khác biệt. Vì lần này, Đức Chúa Trời hiện diện trên mặt đất này trong xác thịt của con người, ở trong Đức Chúa Giê-xu. Phi-rơ và Gia-cơ và Giăng phải nhìn vào mặt Chúa Giê-xu đã nhiều tháng, nhiều lần, bởi vì họ ở gần Chúa, họ kinh nghiệm Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà trong cái giây phút hết sức là tuyệt vời đó, khi Chúa Ngài hóa hình, thì cái thế giới vinh hiển của Chúa được mở ra. Và trong ơn của Ngài, chúng ta thấy Chúa Ngài cho họ có thể chiêm ngưỡng Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trong thân thể con người, trong mức độ mà trước đó, mặc dù họ đã từng đi bên cạnh cùng dùng bữa với Chúa Giê-xu, thấy những việc Chúa Ngài làm, nhưng mà họ chưa kinh nghiệm được cho đến khi Chúa Ngài bày tỏ trong sự hóa hình của Ngài. Ma-thi-ơ chương 17 câu 5 đến câu 6 mô tả cho chúng ta. Đang khi người còn nói, bỗng chốc của một đám mây sáng rực che phủ như người ở đó. Có tiếng từ trong đám mây phán rằng, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Và để ý câu số 6 cho em. Khi môn đồ nghe tiếng ấy thì té sấp mặt xuống đất và sợ hãi lắm. Cảm ơn Chúa, trong khoảnh khắc đó một cửa sổ giữa trời và đất đã được mở ra và Chúa nghe bày tỏ sự vinh quang của Ngài. Qua cửa sổ đó đã xuất hiện một thông điệp từ ngai của Đức Chúa Trời mà nó vẫn còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó. Cảm ơn Chúa. Vinh quang của Chúa trong lịch sử, trải qua hàng ngàn năm, qua sự hiện diện của Chúa đã mặc lấy quyền phép trên những con người đã kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Adam biết sự hiện diện của Chúa và tất cả những nhu cầu của ông được cung ứng một cách dư dật. Khi Noe kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, đã nhận được chỉ thị khôn ngoan đóng một chiếc tàu để cứu mình và gia đình cũng như gia đình nhân loại. Môi-se kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa, đã đánh hạ Ai Cập, rẽ biển đỏ, nước chảy ra từ hòn đá,
ông kinh nghiệm được phước hạnh trong kinh nghiệm của sự hiện diện của Chúa. Samson được biết về sự hiện diện của Chúa ở cùng và đã có sức mạnh siêu nhiên. David, người chăn chiên, người sáng tác thi thiên, một người chỉ chăn chiên, nhưng mà chúng ta thấy rằng ông là người biết sự hiện diện của Chúa và đã đánh chết tên khổng lồ, giết hàng chục ngàn quân thù, đánh đòi những người phụ nữ ở trong thành, họ hét. Saul thì giết 1.000, David thì giết 10.000. Chúng ta thấy rằng ông đã làm những công việc và có những cái thành quả mà chúng ta thấy thật là lạ lùng. Và ông là người yêu mến sự hiện diện của Chúa và sau này được biết là người vừa lòng Chúa. Solomon, một con người khác nữa ở trong sự hiện diện của Chúa, đã nhận được sự khôn ngoan để có thể cai trị dân sự của Chúa và gây dựng một vương quốc giàu có nhất trong lịch sử của nhân loại. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong đời của vua Solomon thì trong xứ Israel người ta không kể bạc và những cái thứ kim loại khác, người ta chỉ nói đến vàng mà thôi. Trong một cái nước hết sức là giàu có, lạ lùng. Một con người khác, Esai, chiêm ngưỡng sự hiện diện vinh hiển của Chúa trong sự hiện thấy tại đền thờ, khiến cho ông được biến đổi và được Chúa Ngài sử dụng để được Chúa Ngài sai phải ông đến với dân sự của Chúa. Và ông đã nhận được một sự sức giàu thật là lạ lùng từ nơi Chúa, nghe được Chúa Ngài bày tỏ để ông có thể viết những lời tiên tri cho nhiều ngàn năm sau. Trong đó có những lời tiên tri rất quan trọng, chính xác về việc Đức Chúa Giêsu con trẻ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh. Con trẻ đó, danh xưng của Ngài được bày tỏ ra một cách lạ lùng ở trong Esai chương 9, và chúng ta thấy nhiều đường lối và kế hoạch của Đức Chúa Trời cho nhân loại đã được bày tỏ qua cho cuộc đời của Esai. Thật, sự hiện diện của Chúa đem lại phước hạnh trong đời sống của ông. ST, một con người khác biết sự hiện diện của Chúa được Chúa Ngài sử dụng để cứu dân tộc của mình khỏi nạn diệt vong. Daniel, một người khác biết về sự hiện diện của Chúa đã được Chúa Ngài sử dụng cách lạ lùng, đứng vững qua bao nhiêu chúng ta thấy rằng các đế quốc. Thì khi chúng ta học về cuộc đời của Daniel, chúng ta cũng đã được nhắc nhở. Đó là khi một chính thể thay đổi, thì những người làm việc cho cái chính thể trước có thể bị giết hoặc là bị cách chức hoặc là một cái việc gì đó, họ không còn được ở trong cái chính thể kế tiếp. Để mà chúng ta thấy Babylon, rồi Medo Ba Tư, rồi Ba Tư, Daniel vẫn đứng vững và phục vụ các hoàng đế, các vua ở trong những triều đình khác nhau như vậy. Vì ông là con người của sự hiện diện. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta đến gần hơn với cuộc đời của chúng ta, vinh quang của Chúa cho ngày hôm nay. Những biểu hiện của vinh quang của Đức Chúa Trời trên đất đã không kết thúc ở trong ngày hôm đó ở trên núi. Sau khi Chúa Ngài hóa hình, Ngài đi xuống, Ngài tiếp tục giảng về vương quốc của Đức Chúa Trời. Vài tháng sau, sau cái sự hy sinh, cái chết của Đức Giêsu và chịu chôn, sự phục sinh và thăng thiên, thì có một sự kiện đã xảy ra chưa từng có trong lịch sử của nhân loại. Mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch, đã rao báo, Chúa Giêsu nhắc nhở để hội thánh của Chúa mong đợi. Đó là sự hiện diện vinh quang của Ngài và quyền năng của Ngài sẽ đổ ra trên mọi loài xác thịt. Và đây là lời hứa dành sẵn cho bạn và tôi. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đọc về sự việc này ở trong Công Vụ chương 2, từ câu 1 cho đến câu số 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Cảm ơn Chúa. Vào ngày lễ ngũ tuần, đáng chú ý này, chúng ta thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời toàn năng được đổ ra trên con người. Chúng ta phải nhớ, những con người trong Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời Ngài gọi họ cho một cái trọng trách, thì thần của Chúa ở cùng họ. Mà chúng ta ngày hôm nay, hội thánh của Chúa trong Tân Ước, thì lời của Chúa hứa rằng Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Cảm ơn Chúa. Tới thời điểm đó thì Đức Thánh Linh chỉ đáp đậu trên những con người trong một khoảng thời gian, nhưng mà kể từ ngày lễ ngũ tuần đầu tiên, khi Đức Thánh Linh giáng lâm, thì Đức Chúa Trời qua Thánh Linh của Ngài sẵn sàng ở luôn trong con người và khiến họ có thể có sự hiện diện của Ngài 24 giờ một ngày, tăng thêm sức mạnh cho họ
bằng quyền năng của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Ô, thật là một phước hạnh. Anh chị em yêu dấu, tôi tin rằng Satan rất sợ chúng ta khám phá ra điều này, cho nên đã khai thác. Ngay từ những ngày đầu của hội thánh đầu tiên thì có những sự xuyên tạc, có những cái chụp mũ, có những điều mà chúng ta thấy ngăn trở. Vì khi Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài qua Thánh Linh của Ngài ở trong mỗi con cái của Chúa, đổ trên mỗi lời xác thịt, những con người đã được quyền năng của Chúa đổ xuống, sự hiện diện đầy dẫy của Ngài ở cùng họ, họ đã làm nên lịch sử. Họ là những con người đã làm đảo lộn thế giới trong lúc bây giờ cho Chúa. Ngày hôm nay cũng thế. Tôi tin rằng khi chúng ta kinh nghiệm được quyền năng của Chúa đổ xuống trên đời sống của chúng ta một cách mạnh mẽ, Chúa cũng sẽ làm việc xuyên qua chúng ta, làm nên những kỳ tích lớn lao ở trong ơn của Ngài như điều Chúa Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Ngay khoảnh khắc sau khi sự hiện diện của Chúa được đổ ra một cách phước hạnh như vậy, sứ đồ Phi-rơ đã giảng bài giảng dưới sự sức dầu của Đức Thánh Linh, để giải thích những gì đang diễn ra ở trong Công vụ chương 2 câu 14 đến 18 như sau. Bây giờ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, có tiếng nói với dân chúng rằng: hỏi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Joel đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói là tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp ở trên các đầy tớ trai và gái, chúng nó đều nói tiên tri. Ồ, thật là phước hạnh, một kế hoạch dài hạn của Đức Chúa Trời. Ngài đã sai tiên tri của Chúa, Joel đã loan báo điều này và đã ứng nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần khi Đức Thánh Linh Ngài giáng lâm. Cảm ơn Chúa. Ngài tuôn đổ quyền năng, sự hiện diện hiển lộ của Ngài như vậy. Ngài đổ thần của Ngài trên hội thánh của Chúa như vậy. Tại sao? Vì trọng trách mà Chúa Ngài giao cho chúng ta. Phi-rơ, chúng ta thấy có một điều gì đặc biệt ở trong bầu không khí chung quanh sứ đồ Phi-rơ. Ông vốn là một cái người nhút nhát, chối Chúa ở trước mặt những người nhận diện ông, luôn cả một đứa đầy tớ gái. Ông đã chối là ông không biết Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy đời sống của ông đã thay đổi một cách lớn lao khi ông được báp têm trong Đức Thánh Linh. Người ta không những được lành khi ông công bố sự chữa lành, khi ông nhân danh Đức Giê-xu người Nazareth và truyền lệnh cho người bại từ thuở sanh ra, đã hơn 40 tuổi. Người này kinh nghiệm được quyền năng phép lạ của Chúa tức thì. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy Kinh Thánh hé mở cho chúng điều rất là lạ lùng để làm. Dường như người ta quan sát và thấy rằng những người ở bên cạnh hay là ở gần Phi-rơ, họ kinh nghiệm một cái điều gì đó rất đặc biệt. Họ cảm thấy khỏe hơn, họ thấy được phước hạnh. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng người ta đã đưa lên một cái kế hoạch. Kế hoạch này rất lạ, mới. Đó là Công vụ chương 5 câu 15 chép: đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm ở trên giường và chõng, để khi Phi-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Vậy đông người đến, và người ta quan sát thấy một điều là không nhất thiết là Phi-rơ phải đặt tay trực tiếp. Nhưng mà sự hiện diện của Chúa ở trên cuộc đời của ông mạnh đến độ ông đi ngang qua ai, bóng của ông ngã trên người nào thì người đó cũng được lành. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết cái bóng thì nó không có một cái thực chất gì. Bóng khi phải rơi, tôi tin rằng chỉ là một cái điểm nối kết. Khi bóng của ông ngã trên người nào thì người đó được lành. Vì sự hiện diện của Chúa ở trong ông trở nên đền thờ nơi Thánh Linh của Chúa ngự, nơi Chúa Ngài bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài. Và việc đã xảy ra. Cảm ơn Chúa. Điều kỳ diệu thay phép lạ này đã xảy ra một cách thường xuyên đến độ
Người ta làm việc theo phương án này. Tôi tin rằng Hội Thánh họ quan sát và họ thấy điều này, cho nên họ đã đưa ra một cái phương án để đáp ứng nhu cầu của nhiều người hơn. Vì đông người lắm đến và Phêrô không thể phục vụ một cách trực tiếp hết. Cho nên Hội Thánh mới nghĩ đến một công việc. Đám đông đã nghĩ đến một công việc. Đến nỗi người ta đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm ở trên giường và chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, bóng của ông ấy ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Cảm ơn Chúa. Vì chúng ta xem Đức Chúa Giê-xu, Ngài cũng được nhìn thấy là chữa lành những người đau yếu mà không phải cầu nguyện. Thật ra thì chúng ta thấy có những lúc dường như phép lạ xảy ra mà Đức Chúa Giê-xu cũng không nhúng tay trực tiếp. Một kinh nghiệm đầu tiên xảy ra chúng ta còn nhớ, đó là người đàn bà bị bệnh rong huyết. Bà nghe về Chúa Giê-xu, bà quan sát, thì bà tin rằng có một quyền năng từ trong Ngài có thể đổ ra để đáp ứng nhu cầu của bà. Cho nên bà nói với chính mình, nếu ta chỉ có thể rờ đến áo của Ngài, ta sẽ được lành. Đức tin của ông, của bà đã kéo cái sự sức giàu, quyền năng của sự hiện diện hiển lộ từ trong Đức Chúa Giê-xu để đáp ứng nhu cầu của bà. Cảm ơn Chúa. Cho đến giờ phút đó chúng ta thấy rằng không có một bản chỉ dẫn nào của Đức Chúa Giê-xu về các bước để nhận phép lạ. Chúa bảo với các môn đồ của Chúa, hãy đi ra giảng tin lành nước trời, hãy chữa lành những người đau ốm, khiến sống kẻ chết, làm sạch người phun mà đuổi quỷ. Nhưng mà bởi đức tin chỉ rờ đến áo của Chúa, thì tôi tin rằng người đàn bà này đã đi đến một cái phương án mà chúng ta thấy rằng nó đã kết quả. Bà len vào giữa đám đông, đưa tay rờ đến áo của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là lập tức bà nghe huyết rong trong người của mình cầm lại. Luca chương 8 câu 43 đến 18 chắc như thế này: có một phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm. Giờ đã tốn hết tiền của cho nhiều thầy thuốc nhưng không ai chữa được cho bà. Bà đến đằng sau và chạm vào gấu áo của Ngài thì lập tức máu cầm lại. Đức Chúa Giê-xu phán: ai đã chạm đến ta? Không một người nào nhận cả. Nên Phêrô và các đồng bạn nói: thưa thầy, đoàn dân vây quanh và lấn ép thầy đó. Đức Chúa Giê-xu phán: có người nào đó chạm đến ta, vì ta nhận biết có năng lực từ ta phát ra. Khi thấy mình không thể giấu được nữa, người phụ nữ run sợ đến phủ phục trước Ngài và tỏ thật trước mặt dân chúng lý do nào bà đã chạm đến Ngài và liền được chữa lành ra sao. Đức Chúa Giê-xu phán với bà: hỡi con gái ta, đức tin con đã chữa lành cho con, hãy đi bình an. Điều mà tôi muốn kêu gọi anh chị em đi xa hơn một chút, vì chắc chắn rằng câu chuyện của người đàn bà được chữa lành này qua một cái phương án mà bà nghĩ ra, bởi đức tin đã trở nên hiện thực cho bà. Bà nói trong lòng mình: nếu tôi chỉ rờ đến áo của Chúa, tôi sẽ được lành. Và bà đã kinh nghiệm được. Thì chúng ta thấy những phần Kinh Thánh sau này cho chúng ta thấy một phước hạnh đã thể hiện. Mát chương 6 câu 56. Từ đó trở đi thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều người họ theo phương án này của người đàn bà bị bệnh mất huyết này. Họ xin, họ tìm cách để chỉ được rờ đến áo của Ngài. Mát chương 6 câu 56 chép: bất cứ nơi nào Đức Chúa Giê-xu đến, hoặc làng mạc, thành thị hay thôn quê, người ta đều đem những người bệnh đặt tại các chợ và nài xin Ngài cho họ ít ra cũng được chạm vào gấu áo của Ngài. Những ai đã chạm đến đều được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hình dung một đám đông đông đảo người có thể lên đến cả ngàn người tìm cách chạm đến áo của Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta một cái cụm từ rất quan trọng: những ai đã chạm đến đều được lành bệnh cả. Cảm ơn Chúa. Phaolô, một con người khác, chúng ta thấy bởi sự hiện diện quyền năng của Chúa mà có những việc lạ lùng xảy ra trong chức vụ của ông. Kinh Thánh cho chúng ta rằng ông tấn tới
ở trong mức độ của các phép lạ. Từ phép lạ đến phép lạ khác thường. Thật là lạ lùng cho việc phép lạ được thấy thường xuyên đến độ mà chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã soi sáng cho bác sĩ Luca đã chế ra thêm một cái cụm từ. Phép lạ nó đã làm rồi mà Chúa dùng tay của Phao-lô để làm các phép lạ khác thường. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 19 câu số 11 chép: Đức Chúa Trời dùng tay Phao-lô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi khi người ta lấy khăn và áo choàng của ông đã dùng đặt ở trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Cảm ơn Chúa. Vào thời khắc đó thì dường như bệnh viện phép lạ đã trỗi hơn những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu. Người ta phải rờ đến áo của Chúa. Câu đoạn này thì chúng ta thấy Thánh Linh đã soi sáng để Luca thuật lại cho chúng ta một điều lạ lùng. Đó là phép lạ xảy ra trong lúc Phao-lô không có mặt ở tại đó. Chỉ có áo và khăn của ông thôi và đem lại sự chữa lành giải cứu cho những người mà các vật thể này đắp ở trên họ. Cảm ơn Chúa. Chúa dùng tay của Phao-lô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng của ông đã dùng đặt trên các bệnh nhân thì bệnh tật biến mất và tà linh bị trục xuất khỏi họ. Cảm ơn Chúa. Ông đang ở một cái chỗ nào đó không có mặt ở tại đó, nhưng mà Kinh Thánh dùng một cái cụm từ mà chúng ta thấy ở đây, đó là Đức Chúa Trời dùng tay của Phao-lô làm các phép lạ phi thường, đến nỗi, cảm ơn Chúa, đến nỗi người ta lấy khăn và áo choàng mà ông đã dùng. Cảm ơn Chúa. Tôi không tin đó là mồ hôi của Phao-lô. Tôi không tin rằng áo của ông có cái gì đặc biệt. Nhưng mà chính sự hiện diện của Chúa ở trong ông, trên đời sống của ông, đã động lại trên các vật thể này. Và sự sức dầu đó đã đem lại sự giải cứu, sự chữa lành cho những người mà khăn và áo của Phao-lô đắp ở trên họ. Cảm ơn Chúa. Điều này cho chúng ta thấy những việc hết sức là kỳ diệu. Anh chị em yêu dấu, điều kỳ diệu hơn nữa đó là Chúa cũng muốn sử dụng chúng ta trong quyền năng của Ngài. Vì Chúa, Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Tất cả những ai khao khát, tất cả những ai đón nhận, tất cả những ai yêu mến sự hiện diện của Ngài, một khi nhận được, sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa lưu xuất ra, quyền năng của Ngài chạy ra, chạm đến những thân thể, chạm đến những con người. Tụi ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Khi có mặt của đức tin, chúng ta dù những phương án như là người ta đem những người bệnh để ở ngoài đường, ở trên những cái chõng hoặc là ở trên những cái giường. Đó là điều mà chúng ta thấy rất là lạ, chưa xảy ra bao giờ. Nhưng mà bởi đức tin và phước hạnh của Chúa, của sự hiện diện của Ngài đã đem lại sự giúp đỡ cho những người có nhu cầu lớn như vậy. Tôi tin rằng Chúa Ngài cũng sẽ cho chúng ta trong những ngày sắp đến. Chỉ Chúa bày tỏ sự hiện diện hiển lộ của Ngài qua việc Đức Thánh Linh đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Đã đến lúc những câu chuyện tuyệt vời này không còn là những trường hợp đặc biệt nữa. Đã đến lúc chúng ta thấy cách thường xuyên. Ở đây là điều tôi đeo đuổi. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho thế hệ của chúng ta trước ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm, chúng ta sẽ thấy mức độ của sự hiện diện của Chúa thể hiện một cách lớn lao như vậy. Điều tôi ao ước và đeo đuổi từ năm 2015 cho đến bây giờ là Chúa xin cho có 1 triệu cơ đốc nhân Việt Nam của chúng con là những người thật sự kinh nghiệm được báp têm trong Đức Thánh Linh. Để có những người nhút nhát như Phi-rơ trước đó sẽ được giản dị. Để có những con người mà chúng ta thấy
trước đó đã bắt bớ đạo của Chúa, bây giờ trở nên người được Chúa Ngài sử dụng để làm phép lạ, mà còn làm những phép lạ phi thường. Chúa Ngài sẽ làm, vì Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm như điều Cha hứa. Các sứ đồ đã học được từ gương mẫu của Đức Giê-xu. Đó là của báo quý nhất, chính là sự hiện diện của Đức Thánh Linh đáp đậu ở trên Ngài. Và chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm được. Và lời hứa của Chúa vẫn còn áp dụng trong ngày hôm nay. Vì Đức Chúa Trời vẫn đáp ứng lại với những sự khao khát của ngày hôm nay. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sắp đặt để chúng ta học những bài học này. Vì Chúa muốn đánh thức sự khao khát trong chúng ta. Khao khát được kinh nghiệm sự hiện diện hiển lộ của Chúa. Khao khát được sự hiện diện của Chúa và Thánh Linh của Ngài chiếm hữu chúng ta hoàn toàn. Bày dậy trong chúng ta đến độ tràn ra cho những người xung quanh của chúng ta. Các sứ đồ đã kinh nghiệm. Chấp sự Philip đã kinh nghiệm. Các môn đồ đã kinh nghiệm. Trong lịch sử của hội thánh của Chúa, những hội thánh thật và những kẻ tin thật, chúng ta cũng thấy đã bày tỏ ra những việc lớn lao. Cảm ơn Chúa. Từ sau thế chiến thứ hai cho đến bây giờ, chúng ta thấy nhiều điều lớn lao Chúa làm xuyên qua hội thánh của Chúa. Và mỗi một ngày chúng ta thấy cái cao điểm của việc Chúa Ngài làm dường như lớn hơn. Có những chức vụ mà chúng ta thấy rằng người ta được chữa lành một cách rất là lạ lùng. Những con người cận đại của chúng ta. Điều đó cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời không khinh dễ và dị nể đâu. Tất cả những ai khao khát, Ngài sẽ đáp ứng. Những chỗ nào hạ thấp Chúa, Ngài sẽ đổ nước về chỗ đó. Chúa Ngài sẽ tưới nước ở trên những kẻ khác. Nguyện xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ là những người quan nghinh và liên tục mang lấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời cho cuộc sống mỗi ngày và cho mục vụ cũng như cho việc truyền giảng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban phước để kinh nghiệm lễ ngũ tuần đầu tiên của Hội Thánh đầu tiên. Kinh nghiệm đó sẽ đến trên mỗi một chúng ta trong một mức độ tươi mới hơn. Thánh Linh của Chúa kiểm soát và hành động trong chúng ta hoàn toàn. Vì chúng ta là những con người khao khát muốn thấy được vinh quang của Chúa thể hiện trên cuộc đời của chúng ta và xuyên qua cuộc đời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Trở lại hình ảnh nguyên thủy. Đức Chúa Trời Ngài dựng nên Adam với ý định để Ngài ở trong loài người của chúng ta. Ngài dựng nên ông, thiết kế nên ông xong từ bụi đất. Ông vẫn đứng đó như một pho tượng bất động. Cho đến khi Đức Chúa Trời hà sinh khí vào lỗ mũi, thì Adam đã trở nên sống động. Một loài sinh linh. Cảm ơn Chúa. Tội lỗi làm hút mất sự vinh hiển đó. Tội lỗi làm cho tâm linh của con người của chúng ta chết. Nhưng bởi ơn cứu rỗi của Đức Giê-xu, ngay khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống, Thánh Linh của Chúa liền đến tái sanh chúng ta, khiến cho tâm linh của chúng ta bây giờ được sống. Và Chúa muốn đổ đầy trên chúng ta để chúng ta được đầy dẫy Ngài ở bên trong và được mặc lấy quyền phép để bao phủ trên chúng ta, hầu cho cả trong lẫn ngoài chúng ta được đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Đó là bởi ơn của Ngài và bởi quyền lực cảm động trong chúng ta. Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có khao khát điều này không? Có muốn kinh nghiệm được quyền năng của sự hiện diện của Chúa trong một mức độ mà chúng ta thấy rằng không gì có thể thắc mắc nữa. Nó rõ ràng đến một cách rõ ràng như vậy. Khi Phi-e-rơ cậy ơn và danh của Đức Giê-xu người Na-sa-rét, mà người bại đã từ thổi sinh ra đã nhảy một cái, xương mắt cá cứng vững, người vừa đi vừa nhảy múa đi vào trong đền thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời.
Chính con người đó khi đứng ở bên cạnh thì những lãnh đạo của Do Thái giáo tòa công luận, họ phải nhìn nhận rằng Phi-rơ và Giăng đã làm một cái phép lạ mà trong bản dịch cũ của chúng ta, một phép lạ sờ sờ không ai có thể chối cãi được. Tôi ước ao và cầu nguyện Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để làm những phép lạ sờ sờ trong những ngày sắp đến, để con người không thể chối cãi được nữa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em yêu dấu, không có tội lỗi nào, không có một cái thói hư tật xấu nào, cũng không có một sự kiêu ngạo thương hóa con người xác thịt của mình, xứng đáng với sự hiện diện của Chúa và những phép lạ Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để thực hiện trong những ngày sắp đến. Những gì đang ngăn trở sự hiện diện của Chúa với chúng ta, những điều có thể làm cho chúng ta hụt mất sự vinh hiển của Chúa, hãy ăn năn để nhận sự tha thứ của Chúa và khá nhận biết Chúa. Ngài sẽ tuôn đổ sự hiện diện của Ngài như mưa đổ, và việc này chắc chắn sẽ xảy ra như mặt trời mọc lên mỗi ban mai. Điều Chúa Ngài đang chờ đợi, chúng ta hiểu biết đủ và khao khát đủ để Chúa Ngài sẽ làm. Cảm ơn Chúa. Chào mừng nhau trong một mức độ. Từ sáng đến giờ khi suy nghĩ về những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em tối hôm nay, sự hiện diện của Chúa tuôn đổ một cách rất là gần gũi. Còn giây phút cơ thể của tôi rung lên trong sự hiện diện của Chúa, thật lạ lùng. Và tôi tin rằng sự sức giàu của Chúa đang dần gia tăng. Rồi một lúc chúng ta thấy sẽ bùng nổ ra trong ơn của Ngài. Chúa đang cần những nhiên liệu để chúng ta sẽ bốc cháy. Nhiên liệu đó là những con người giải quyết hết tất cả những ngăn trở và hết lòng khao khát để Chúa có thể cho chúng ta thấy vinh quang của Ngài thể hiện trên cuộc đời của chúng ta bằng sự tuôn đổ một cách tươi mới về sự hiện diện của chính mình Ngài trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em hãy khao khát. Chúa rất muốn ban cho chúng ta. Chúa muốn sử dụng chúng ta chẳng những làm phép lạ, nhưng mà sẽ làm những phép lạ phi thường như Chúa đã cậy tay Phao-lô để làm. Những phép lạ mà ông cũng không cần phải có mặt ở tại đó, Chúa vẫn dùng tay của ông, cậy tay của ông để làm. Trên một mức độ, tôi chia sẻ điều này để khích lệ anh chị em. Có những chiếc khăn, có những cái áo thun, có những cái áo gối. Chúa cho chúng tôi trong ơn của Chúa, cậy ơn của Ngài. Vì chúng tôi không có thể có mặt trực tiếp để có thể đặt tay, để có thể phục vụ những người ở xa, nhưng mà người thân thương của họ khao khát. Vì cảm ơn Chúa khi chúng tôi đặt tay trên những vật thể đó và xin Chúa Ngài thương xót, chuyển sự sức giàu và sự hiện diện của Ngài trên những vật thể này, thì đem về đắp ở trên những người bị hở van tim, Chúa cho họ được lành ngay tức khắc. Có những người bị uy ám, họ được sự tự do. Ở tại Việt Nam, trong một lần chúng tôi phục vụ tại Hội Thánh nơi mục sư Phạm Đình Nhẫn quản nhiệm, ngày hôm đó có một bà được người thân thương của mình họ khiêng bà lên, bởi vì nơi nhóm của mục sư Phạm Đình Nhẫn có những cái bậc cấp, bà không đi được. Người ta đặt bà trên hàng ghế đầu. Khi bà nghe người đàn bà bị bệnh mất huyết rờ đến áo của Chúa, thì bà đã được lành. Thì người đàn bà này đã làm một công việc, đó là trong lúc chúng tôi kêu gọi những người có nhu cầu đến để được giúp đỡ, bà đã bò trên tay của mình, giơ tay lên tòa giảng. Bà lấy hai tay của mình rút nơi chân của tôi, ống quần của tôi. Cái việc rất là lạ. Và Đức Chúa Trời đã đãi công cho bà này. Sau đó bà đã đứng dậy đi. Khi tới nơi thờ phượng,
thì người ta phải khiêng bà lên các bậc cấp. Khi bà ra về, bà tự đi xuống các bậc cấp đó. Chúa luôn đáp ứng với đức tin của chúng ta. Để chúng ta nhận, hay là trong lúc chúng ta đi phân phối, xin Chúa cho sự khao khát cứ gia tăng trong mỗi chúng ta. Tha thiết mong đợi sự hiện diện hiển lộ của Đức Chúa Trời qua báp têm trong Đức Thánh Linh. Đón nhận kinh nghiệm ngũ tuần. Tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa, xin Chúa kiểm soát hoàn toàn, đầy dẫy một cách trọn vẹn. Chúng ta hiệp lòng cầu nguyện. Tôi kêu gọi trong thời gian này hết thảy chúng ta hãy tha thiết. Xin với tất cả đức tin, sẵn sàng để đón nhận. Và chúng ta đã được thuyết phục như Môi-se. Lạy Chúa, con muốn thấy được sự vinh quang của Ngài. Con muốn kinh nghiệm sự hiện diện, hiển lộ của Chúa ở cùng con. Thánh Linh ơi, xin tuôn đổ sự hiện diện của Ngài giáng xuống trên con một cách tươi mới. Và chúng con sẽ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và cho em khao khát. Chúng tôi cầu nguyện. Như trong ngày kỷ niệm 500 năm ngày cải chánh giáo hội, tôi đứng tại tòa giảng ở tại sân Rạch Chiếc. Sau khi chia sẻ lời của Chúa và công bố sự chữa lành của Chúa, thì trong hội chúng rất là nhiều người được chữa lành ở trong ngày hôm đó. Và khi xin Chúa ngày báp têm Đức Thánh Linh, thì Chúa cho tôi có lời tri thức rằng sẽ có người ở xa cũng kinh nghiệm được. Và cảm ơn Chúa. Sau đó một sư đức đến chia sẻ với chúng tôi rằng nhận được tin có người từ Hoa Kỳ liên lạc và nói rằng trong lúc nghe giảng, Chúa Ngài đã báp têm Đức Thánh Linh cho họ. Kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của Chúa và đã nói tiếng mới. Cảm ơn Chúa. Và mới đây, một anh em vừa mới di chuyển về thành phố Houston đã chia sẻ cái kinh nghiệm của mình ở trong ngày hôm đó. Tôi tin rằng một người khác, thì anh đã nói là mục sư có biết không, hôm đó khi em đang ngồi làm việc ở trong văn phòng, em theo dõi chương trình ở tại Việt Nam, và khi mục sư công bố điều đó, em đã nhận được, em đã nói tiếng mới, em đã kinh nghiệm được Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên em. Ngợi khen Chúa. Anh chị em hãy khao khát. Đối với Chúa không giới hạn của thời gian và không gian. Ngài có thể rời chạm đến chúng ta khi chúng ta hết lòng khao khát. Nhưng người đàn bà bị bệnh mất huyết này đã kéo sự sức dầu và quyền năng của Chúa lui xuất ra khỏi Ngài, chạm đến bà để đáp ứng nhu cầu của bà vì cái rời chạm của đức tin đó mà bà đã nhận được. Cho dấu con tạ ơn Ngài vì điều trả hứa và huấn lệnh của Ngài cho dân sự của Chúa cũng như chúng con ngày hôm nay khá nhận biết Ngài. Xin tha thứ cho chúng con những ngày chúng con bị dạy sai, chúng con đã tắt máy không mong đợi, vì được dạy rằng Chúa không còn làm phép lạ, các ân tứ đã qua đi trong thời của các sứ đồ, để chúng con đã đánh mất phước hạnh mà Chúa toan định làm. Con cầu xin Chúa nghe tha thứ, để cất khỏi chúng con những ngăn trở đó. Và trong thời gian này, xin giúp đỡ để lòng khao khát của mỗi anh chị em chúng con được gia tăng. Lạy Cha, xin ban cho hết thảy chúng con điều trả hứa. Lạy Chúa Giêsu là đấng làm báp têm bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Xin báp têm cho hết thảy chúng con bằng Đức Thánh Linh, bằng lửa của sự hiện diện quyền năng của Ngài. Đổ xuống một cách đặc biệt ngay trong thời gian này trên hết thảy chúng con. Xin kiểm soát chúng con hoàn toàn từ miệng lưỡi của chúng con, để chúng con có thể khởi sự nói theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Để Chúa đầy dẫy một cách trọn vẹn trong mỗi một chúng con. Tín độ sự hiện diện của Ngài sẽ thể hiện ra trong những cách, trong những điều lạ thường. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
đón sự hiện diện của Ngài ngay bây giờ. Trên hết thảy anh chị em chúng con là những người đang cùng học lời Chúa, chúng con ngay giờ này Chúa giàu. Và là Chúa, những người sẽ xem lại bài giảng này trong những ngày sắp đến cùng kinh nghiệm điều mà Chúa ngài sai phái lời của Ngài trong ngày hôm nay. Thế không trở về luôn nhưng sẽ như mưa như tuyết làm đượm nhuần đất và có thực phẩm cho mọi người. Chúng con cảm ơn Ngài. Tạ ơn Chúa. Xin sức giàu tươi mới. Thì chúng con trải nghiệm được sự hiện diện của Chúa ngay giờ này và những giờ sắp đến như chúng con chưa từng kinh nghiệm. Chúng con tạ ơn Chúa, đón nhận trong ơn của Ngài. Trong đức tin, chúng con đón nhận bắt tèm trong Đức Thánh Linh. Trong đức tin, con tạ ơn Chúa trước vì kết quả của sứ điệp này, bài học này sẽ là lớn lao vô cùng trong những ngày sắp đến. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúa ban phước trên anh chị em. Nếu chưa kinh nghiệm được, tiếp tục khao khát. Chúa đã từng gặp gỡ những con người khao khát sự hiện diện của Ngài. Ở trong giấc ngủ, Chúa đánh thức dậy. Trong sự thăm viếng của Chúa khiến người ta có thể bật dậy trong sự hiện diện của Chúa. Chúa ngày hành động, ngày làm việc. Một sự đeo mô tri trong lúc ở tại ga xe lửa. Chúa thăm viếng đến độ ông la lên và nói rằng Chúa ơi con nổ tung nếu Chúa không dừng lại. Chúa nghe làm việc trên những người khao khát. Và họ đã kinh nghiệm Chúa một cách lạ lùng. Để khen Chúa. Xin ban phước đến cho em nhận được điều lòng mình ao ước. Chúa ngày sẽ cho chúng ta được thỏa lòng với những điều mình ao ước. Nhất là sự hiện diện của chính mình Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong ơn của Chúa. Shalom. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.